về đọc thêm, có cái tài liệu mà thầy gửi đó, các bạn có thể soạn. Nhưng mà thầy sử dụng những cái tài liệu tham khảo ở dưới đó, có cái một trang tài liệu tham khảo cho các bạn đọc thêm trong đó. Mục tiêu không biết nhưng rút gọn này được hả? Còn cái gì này hơn? Mới gửi bạn mấy mục tiêu gì? Cũng như vậy đúng không? Nhớ thầy nhớ thì sự mạnh sửa gì đó là đối hôm qua. Cho nên nếu cái gì mà không có thì vẽ vô hoặc chép vô. Thì protein, cái tên protein nó bắt nguồn từ cái proteus, tức là tương đương với cái primary, là cái tên từ Hy Lạp cổ, và nó là nó thật ra là cái đơn vị được phát hiện đầu tiên, mà người xưa họ thấy nó thì trong bất kỳ trong cái kỳ diện bất kỳ gì cái gì trong cuộc sống của con người, trong các quá trình sinh hóa của người, sinh hóa sinh lý chuyển hóa của người, thì người ta mới phát hiện đâu và cái tên nó làm thế, nó gắn như thế. Thì mình đi một phần về cái cấu trúc của protein, tức là cái protein này này, mấy bạn biết trong cơ thể người của mình là có bao nhiêu gen không? 32. Khoảng 25.000 đúng chưa? Xác định được là khoảng 21, nhưng mà có những gen mình vẫn chưa biết được nó như thế nào, hoặc là mình vẫn chưa hiểu rõ cái cơ chế của nó như thế nào, bởi vì phân biệt được chromosome, lượng sắc thể, DNA và gen, phân biệt được không? Chỉ khác biệt giữa chromosome, những sắc thể, DNA và gen. Khi nói tới gen là nói tới gì? Tất cả của một DNA. Gen là khi nói đến cái việc là gì? Nó mã hóa lên cái protein là gen. DNA hay là một DNA thì nó rộng hơn, nó mang một ý nghĩa rộng hơn. Thì mấy bạn nhớ là trong một gen đó nó sẽ có là exon và intron. Thì những cái đoạn intron đó là những cái đoạn là mình không biết nó làm cái gì, mà nó xen giữa những cái đoạn exon và những cái đoạn exon là sau khi mà mRNA được chép ra, dịch sa mã ra, mang sa mã ra rồi, thì nó qua một cái quá trình là hậu mRNA, mRNA. Thì cái hậu đó là cơ thể nó sẽ cắt những cái đoạn intron ra, bỏ ra ngoài và chỉ giữ lại các đoạn exon mà nó nối lại với nhau. Và các đoạn exon này nó sẽ mãi hóa là một protein. Trong cơ thể của mình á, nó có tới 20 và 250.000 protein cho đến 1 triệu protein. Mà mình có khoảng 25.000 gen á. Các bạn biết chuyện gì không? Tại sao nó vậy ạ? Nó Acid. Chất xếp. Lúc mà cắt ra sắp xếp lại cũng có thể hiểu được như vậy. Tức là gì này? Một cái protein á, thường một protein mà protein lớn nó sẽ có rất là nhiều domain, hay là domain. Domain mình là gì? Bông mà. Rất là nhiều bông. Thì có những cái loại protein á, nó giống như là một cái cửa, và nó có một cái chốt cửa như thế này ha. Thì trên đầu này nó có một chức năng là ví dụ đưa một cái bậc gì đó vô, nó kẹp cái protein này. Hoặc là có những protein cũng cùng một loại đó luôn, nhưng mà nó chỉ có cái phần đuôi thôi, nó không có phần đầu. Cho nên một gen có khả năng tạo ra được rất nhiều protein, tùy thuộc vào cái nhu cầu của cơ thể, tùy thuộc vào mô của cơ thể. Cũng một gen đó mà ở mô này thì nó tạo ra protein loại này, và cũng một gen này ở mô khác nó tạo ra một protein mà có cái chuỗi amino acid khá tương đồng. Tuy nhiên là gì? Nó mất đi những cái domain như vậy. Đó là lý do tại sao mình có 25.000 gen, nhưng mà mình có tới là gần cả 1 triệu, có thể có tới 1 triệu protein. Thì đi về cái phần cấu trúc của protein, cái này phần này chắc mấy bạn cũng nắm rồi đúng không? Tại chỉ đi sơ
không? Sao đó? Chính này không? Thì cái chương trình cái file màu đó là hai nó chuyên về nghiên cứu các cấu trúc của protein luôn. DNA cũng được nhưng mà nó căn bản nó dùng cho protein. Thì bây giờ mình muốn qua cái protein nào tham khảo thì mấy bạn có thể là ví dụ như thầy ở đây thì dùng là hemoglobin này. Dưới thấy không? Hemoglobin PDB là protein database. Thì mấy bạn đánh như thế này hoặc là HIB protease thì nó sẽ ra một cái database cho mấy bạn. Ví dụ như là ở đây nó sẽ có là ví dụ là chỗ trong RCSB này nó có là 1G bây giờ thầy cũng tắt cái này luôn này. Thầy đi có một cái này nhỉ? Các bạn đừng lên đầu. Ok. Thì quay trở lại đó. Mấy bạn thích cái protein nào thì Google cái tên của protein, ấn thêm database nữa đi PDB thì nó sẽ ra. Thì ví dụ ở đây nó sẽ cho bạn một cái mã thường một số là 3 chữ 1GZX. Thì sẽ quay vô lại cái program này đúng không? Vô cái phần này và đánh đúng cái tên gì vậy? 1GZX. Thì nó sẽ ra cái này, nó tải luôn, nó link vô internet luôn cái này. Thì cái này là cấu trúc của hemoglobin, cấu trúc phân tử của hemoglobin. Cái này mình cho thêm cái chuỗi amino acid nữa. À, thì nếu như mà chọn cái chỗ này mà ra cái phần thằng xuân đi. Thì ở đây mấy bạn sẽ thấy được là bốn cái chuỗi protein khác nhau. Nó sẽ có bốn chuỗi protein khác nhau gắn lại, bởi vì hemoglobin là cấu trúc bằng bốn, nó có bốn cái sub unit của nó. À, thì nếu như mà thầy chỉ chọn cái thằng này thôi và thể hiện nó ha trong một cả tuần, thì cái này là một hemoglobin, sub unit của nó là alpha, sub unit alpha. À, cái này mình có thể zoom
thấy zoom zoom pro zoom vô và zoom ra được ha. À thì nó ví dụ như là đây là công thức của nó đúng không? Thì một protein mình biết là nó bắt đầu từ gì? Chuỗi amino acid. Thì ở trên này nó có một cái chuỗi amino acid này. À chuỗi amino acid này nó gắn, nó được các amino acid được gắn với nhau thông qua cái liên kết peptide đúng không? Liên kết peptide. Không có cái gì hết. À. Thì cái cấu trúc bậc một của nó chỉ đơn giản là gì? Các amino acid gắn lại với nhau thông qua cái liên kết peptide thôi. Đúng không? À, cấu trúc bậc hai của nó là gì? Xoắn. Và làm sao các phân tử đó nó xoắn lại với nhau được, các cái amino acid, một chuỗi amino acid nó xoắn lại với nhau được, tạo liên kết hydro. Nó buộc phải có liên kết hydro, cho nên là gì? Không phải bất kỳ chuỗi amino acid nào cũng có thể có khả năng tạo được cấu trúc bậc hai, tức là xoắn alpha hoặc là cấp beta, mà nó phải tùy loại amino acid thích hợp nó mới tạo được một cái xoắn đó. Thì cái xoắn đó nó tạo thành là nhờ cái liên kết hydro. Thì ví dụ như trong này ha, ở đây thầy chọn cái cái chuỗi này là cái chuỗi alpha, chuỗi alpha thế này nha. Yeah. Ở dưới là thấy là chuỗi alpha này. Màu xanh hay màu xanh này. À cậu thấy cái chuỗi alpha luôn. Được chưa? Rồi. Và đổi cái tên nó thành Elphin Show. Thì một chuỗi alpha nó như thế này. Và ở đây nó còn có một cái chức năng nữa là mấy bạn có thể thấy là ví dụ như find polar contact. Ở đây mình có thể sử dụng qua thử là cái gì đây. Rồi thì bond rồi. Selection. Thì cái hình này nó sẽ cho mấy bạn thấy luôn là cái cầu nối hydro nó như thế nào. Cầu nối hydro nó như thế nào? Nó đi từ amino acid này đến amino acid kia. Thì thường là khoảng 3 amino acid, cái amino acid thứ 3 của nó sẽ tạo thành, nó sẽ tạo ra hai cái liên kết hydro, ít nhất là hai cái liên kết hydro với cái amino acid ở vị trí thứ nhất. Nghĩa là thứ năm nó sẽ tạo ra cái vị trí thứ tạo liên kết hydro với vị trí thứ ba và thứ bảy đối với thứ năm. Thì nó cứ xoắn tạo như thế, nó tạo một cái xoắn bọc như thế này, như vậy các bạn thấy này, tạo ra một liên kết hydro. Thì đó là cấu trúc bậc hai về xoắn alpha. Còn đối với xoắn beta, xoắn alpha, cái gì nhỉ? Đối với xoắn beta thì nó cần hai chuỗi amino acid, nó cần hai chuỗi amino acid gần nhau ở một khoảng cách gần nhau là khoảng 3 angstrom, tức là gì? Cái khoảng cách đó vừa đủ để một liên kết hydro được tạo ra, tức là khoảng từ chỗ này đến chỗ này là cái liên kết hydro này. Nó sẽ tạo lật ra phía sau cái này, cái này do thầy đảo rồi. Cái này mấy bạn về thì cứ học theo ý mấy bạn, hay còn thầy dạy theo ý của thầy. Thầy đi phần cấu trúc trước. À, thì cái chuỗi
hai chuỗi đó, một chuỗi protein, các bạn nhớ là một chuỗi protein nó đi từ đầu N đến đầu C đúng không? Thì nếu như hai bên là đều đầu N ấy, cái đầu amino cho đến đầu carboxylic, bên này cũng đầu amino đến đầu carboxylic, thì hai thằng này gọi là song song. Ngược lại nếu như mà đi từ xin lỗi, đi từ đầu N đến đầu đầu N đây đến đầu C, đầu C này đầu C đến đầu N, tức là nó ngược lại thì nó sẽ là đấu xong, đấu xong. À, thì chút nữa mình sẽ có một cái hình như vậy. Thì cái này á, đó là cái cấu trúc bậc hai của nó, dựa chính là nhờ vào cái liên kết, nhờ vào cái liên kết hydro của nó thôi. Chỉ có liên kết hydro trong cấu trúc bậc hai. À, rồi làm sao mà lên được cái liên kết bậc ba? Làm sao lên được cái liên kết bậc ba? Liên kết cấu trúc bậc ba của protein chứ xin lỗi. Cấu trúc bậc 3 protein nó dựa vào gì? Cấu trúc bậc 2, bậc 1 là dựa liên kết peptide. Cấu trúc bậc 2 là buộc phải có liên kết hydro. Cấu trúc bậc 3 là dựa vào gì? Cầu nó đi siêu men, không có mà không hẳn protein nào có liên kết đi siêu men. Cái gì? Quay và điểm quay liên kết, đang nói về liên kết hóa học gì? Liên kết ion, không có protein, cũng hẳn protein nào có ion. Thì thường là các liên kết hydrophobic, tức là liên kết van der Waal đó, mấy cái loại đó, van der Waal. Dĩ nhiên là có luôn liên kết hydro nữa, giữa cái nhánh này với nhánh kia ha. Thì nó sẽ bao hàm nhiều thứ hơn. Nó sẽ là các cái liên kết này, trừ cái liên kết peptide ra nha. Cái liên kết này là chỉ dùng cho liên kết cấu trúc bậc 1 thôi. Disulfur này, hydro này, ion và các tương tác dị nước, van der Waal force, cái lực tương tác dị nước đó. Thì các cái liên kết này nó sẽ giúp tạo ra một cấu trúc bậc 3. Và cái cấu trúc này á, nó dựa rất là nhiều vào cái tính chất của amino acid như thế nào. Nếu như mà amino acid đó có cái nhánh bên là kỵ nước, các bạn biết nhánh bên rồi nữa, nhưng phải có giải được rồi đó, đúng không? Các nhánh bên của amino acid mà kỵ nước thì nó sẽ quay đi đâu? Quay vào đâu? So với cái cấu trúc protein, có một cấu trúc protein như thế này đúng không? Thì các amino acid kỵ nước đi đâu? Quay vào đâu? À, thì và ngược lại tức là gì? Ưa nước sẽ quay ra ngoài. Đâu? Đâu? Đó là chương trình cái này là cái xoắn alpha đó đây mình lục ra đúng không? Bây giờ mình cho cái phần carbon vô đi để cho nó dễ nhìn. À, xoay ngược nó lại. Cái chủ của em mua mấy ngàn đi. Ha. À, thì mấy bạn nhìn như thế này nè. Mấy bạn thấy cái điều gì? Thấy cái gì? Thấy cái hộp. Cái này là mình nhìn từ đây nhìn xuống đúng không? Cái này là cái xoắn alpha này. Thì á, thấy các cái liên kết hydro này không? Là một. Ồ, thấy vậy là dưới chân thấy vậy nè. Các cái nhánh bi của nó này. Không, cái này để nói thôi, chúng ta kết luận thì mấy bạn sẽ hiểu nó như thế nào. Các nhánh bi của nó, ví dụ như là cái màu xanh là nitơ, cái màu đỏ sẽ là oxy. Ha. Ý ở đây là gì? Nó sẽ nằm về một bên, tức là cái mặt kỵ nước nó sẽ nằm một bên của cái alpha helix đó, của cái alpha sóng alpha.
còn cái mặt không không ưa nước á, nó sẽ nằm vào một bên. Không phải kỳ nước vào một cái mặt ưa nước cái gì mà một cái mặt ưa nước nó sẽ nằm một bên, một cái mặt kỳ nước nó sẽ nằm một bên. À thì nếu như mà bắt cái này mà bắt đầu show luôn cái cà thu đó thì các bạn sẽ thấy là gì, cái mặt kỵ nước á nó sẽ xoay vô bên trong của cái cấu trúc của phần tử này, cái kỵ nước đó là kỵ nước xoay vô trong và cái ưa nước nó sẽ xoay ra ngoài. Có chẳng bất lợi à, thì đó là gì, những cái tóm lại là gì, những cái amino acid nào mà kỵ nước sẽ có xu hướng là gì, hướng vô trong bên trong phân tử của cấu trúc protein, cấu trúc ba của protein. À thì ở đây á cái này là hiêm, cho nên mình có một cái góc hiêm. Ví dụ như ở đây là cho nó là màu đỏ đi, màu đỏ, và show là à. Thì các bạn sẽ thấy được là cấu trúc hiêm nó gắn vô như thế này, ngay cái mặt này của thằng của cái subunit đạp vàng là hiêm. À, ở đây còn có oxy nữa, cái bao oxy này này, sodium là đơn tiêu biểu oxy ha, O2 cho nó màu gì đây, oxy cho màu xanh dương. Thì đây là cái cấu trúc của nó như thế này. Thì đây là mới là cấu trúc bậc ba của nó thôi. Được chưa? Và cấu trúc bậc ba này cái cần chắc hôm nay sẽ cái cần nắm á là gì? Cấu trúc bậc ba sẽ dựa vô những liên kết như hydro ion disulfide hoặc là những cái kỵ nước tương tác kỵ nước. Ở đây rất hiếm khi có cái tương tác peptide, tức là gì, một chuỗi của chuỗi amino acid đó, nó sẽ là ví dụ 100 hoặc là 1000 amino acid như thế này, thì nó sẽ không có cái hiện tượng là cái amino acid này sẽ gắn ngược lại với cái amino acid kia, không có cái liên kết peptide. Cho nên thường là liên kết peptide nó chỉ là ở cấu trúc bậc một thôi, được chưa? Bậc hai sẽ là hydro, và bậc ba nó sẽ là các cái liên kết này với nó. Thì không ở trong trong cơ thể người của mình thì nó có nhiều cái protein khác nhau, và không phải cái protein nào nó cũng chỉ có một chuỗi, mà có loại protein nó có nhiều hơn một chuỗi. Ví dụ như là của hemoglobin là có nhiều hơn một chuỗi, một unit á. Hemoglobin thì có là vừa alpha vừa beta, mà nó có hai alpha, nó có hai beta, tức là bốn unit. À, thì cái nào mà có nhiều hơn một unit nó sẽ là cấu trúc bậc bốn. Tương tự như cấu trúc bậc 3, cấu trúc bậc 4 cũng được hình thành dựa trên những cái tương tác liên kết, những cái liên kết và những cái tương tác bị nước đó. À, đó là cái phần về cấu trúc của các protein. À, cái này mà nếu có thời gian mấy bạn có thể đào sâu vô cái này, rất là thú vị. Tuy nhiên nó đi nhiều về cái mảng sinh hóa hơn, nhưng mà đây là một protein được nghiên cứu rất là kỹ rồi. À, các bạn có thể lục những cái protein khác mà nó ra coi cái hình dáng như thế nào, từ cái file, từ mấy cái database rất là nhiều. Thì ví dụ như nha, cái này đi hơn ngoài lề chút. Ví dụ như có cái thuốc này rồi này, người ta có thể tạo được những cái thuốc, người ta sẽ tìm được những cái thuốc mà nó gắn gắn một ví dụ như ở đây nha, ngoài cái line đi, thì mấy bạn nhìn vô sâu luôn á thì thấy là cái hiêm chỗ này này, cái phân tử sắt chỗ này này, nó sẽ được gắn với một cái histidine cái nào ở đây này. Cho nên là gì, nếu như những thuốc nào đó mà mình chế nó vừa vô được cái trong cái túi này này mà nó cắt cái histidine này á, thì nó sẽ lấy được hiêm ra ngoài. Ví dụ vậy thì cơ thể mình cũng đã có những cái enzyme như vậy rồi. À,
Rồi. À, thì đây là cấu trúc bậc 3 như trong tài liệu của các bạn. Tóm tắt luôn, đây là cấu trúc bậc cũng bậc 3, các liên kết của nó như thế nào đó. Và đây là liên kết bậc 4. Nó gồm có 2 pha và 2 beta. Ha. À. Cái quả thì còn sót gì không? Rồi. Thì protein nó rất là đặc trưng, tức là gì? Cái chức năng của protein nó sẽ đi liền với cái cấu trúc của protein. À, ngược lại người ấy nói là gì? Cái cấu trúc của protein đó, nó sẽ quyết định cái chức năng của protein. Có thể nói như vậy. Và những cái thay đổi, bất kỳ thay đổi nào trên cái cấu trúc protein nó sẽ làm thay đổi cái chức năng của protein đó. Nó ví dụ như hemoglobin đi. Nếu như mà cái amino acid thứ 6, tức là hình như là valine hay là gì đó, mà nó bị đột biến điểm, nó chuyển qua một cái loại glutamine hay glutamic đó, thì cái protein, cái hemoglobin của mấy bạn á, nó sẽ biến thành cái gì? Hồng cầu lưỡi liềm, hồng cầu liềm nha. Mà cái đó là mới một đột biến thôi nha. Ngoài ra còn có các loại đột biến khác như là thalassemia, vân 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 ha. Thì hình như là thứ bảy này hay thứ bảy tuần sau gì đó có một cái chuyên đề của tôi đang nghe, mình thấy đi mẹ là đều máu hôm nay không, thì không biết là nói về cái gì, nhưng mà thấy nó có chuyên đề. À, thì đó là những cái mà quyết định cái cấu trúc của cấu trúc và chức năng. À, cái bên này thì các cái đi ngược lại một chút, thì nó có về các cái amino acid, amino acid, bốn loại amino acid, cái này các bạn phải nắm, phân cực acid và basic, dựa vào cái nhất bên của nó. Đây là cấu trúc của một amino acid, nó có nhóm amino, amin, nó có nhóm amin và nó có nhóm carboxy, được chưa? Và cái này là cái nhánh bên, thì cái nhánh bên này là cái chuỗi bên này, cái nhánh quyết định cái tính chất của cái amino acid, tức là nó có phân cực hay là không, acid hay là base. Trong điều kiện sinh lý bình thường của mình thì các nhóm này nó sẽ ở trạng này, tức là ion nó bị ion hóa, carboxy đây sơ cộng vào trong đường ngay chỗ hai góc. Thì đây là những cái amino acid không phân cực. Mấy bạn nhìn vô mấy bạn sẽ không hiểu được, bởi vì sao? Cái nhánh bên của nó này là gồm H này, CH2 này, C3H6 hoặc C3H5, C3H7. Đây là chỗ này C4H9 tương tự như vậy, và cái này là bằng benzen. Tức là những cái gốc này là những cái gốc kỵ nước, nó thiếu đi cái oxy ở trong đó, hoặc là gì, cái liên hoặc là nitrogen, nó thiếu đi cái nguyên tử đó, nguyên tố đó. Mọi phân cực thì mấy bạn sẽ thấy là nó có ngay các cái oxy trong này, có oxy này, oxy nitơ này. Cái này là nguyên một cái gốc gì đây? Nguyên một cái gốc gì đây? Và cái S nó nằm bên ngoài. Thì cái S này nó tương tự như với cái O, tương tự như cái O. Nó cùng chung cục dọc của cái O. O là 16, S là 32. Thì cái đó sẽ là phân cực. Cái loại mà acid hay base, nghĩa là khi cái H này này của O á, nó được cho ra đó, rất là dễ. Hoặc là cái amino này này nó nhận proton dễ, nghĩa là gì? Đối với acid, cái gốc này sẽ là có ồn, cái này có sẵn luôn, tức là gì? COH nó có một gốc acid aspartic, glutamic, được chưa? Basic thì nó có cái gốc NH, gốc amino
ha. Và cái gốc này nó có khả năng nhận proton. Được chưa? Một gốc axit là nó cho proton, nó cho đi cái hát này. Một gốc là nó nhận proton thì đó là acid base. Ngoài ra trong cơ thể nó còn phân chia ra các loại amino acid khác nhau dựa trên cái tính chất quan trọng của nó, mà dựa trên cái gì? Cái mà cơ thể có thể tạo được hay là không. Những cái gì mà tạo được nó sẽ là không thiết yếu. À, và mấy bạn phải lưu ý hai cái amino acid này, một là alanine, hai là glutamate. Hai cái amino acid này là amino acid rất là quan trọng trong quá trình sinh hóa của mình. Dĩ nhiên thì những cái khác cũng quan trọng, nhưng mà hai cái này là quan trọng nhất. Được chưa? Đáng yếu là tạo được cũng được, tạo cũng được, nhưng mà gì? Tạo ít, thông thường lấy từ thức ăn. À, còn thiết yếu là phải lấy được bên ngoài, từ nguồn thức ăn bên ngoài, không tổng hợp được. Và phân loại, ba loại như thế. Thì yên tâm là không ai đố liệt kê như thế nào đâu, nhưng mỗi bạn mới biết được nó là gì, nó có ba mà như thế. Và nhớ dùng luôn là glutamate với lại là glutamate hay là glutamic acid với lại alanine là nó nằm trong không thiết yếu, bởi vì hai này rất quan trọng. Nếu nhớ được thêm aspartame của hai này thì chút nữa mình sẽ có phần cái thằng aspartame trong cái phần chuyển hóa nữa nha. Ba là ha, cho ba hạt đi, một hai ba. Alanine, aspartame, acetic acid đó, có được glutamic acid. Được chưa? Rồi. Ồ. Xong cái phần cấu trúc. Có hỏi gì không? Quay và điểm quay thì ưng thì cháu ưng thôi. Tức là gì? Nếu như nó không làm, nó không có một cấu trúc gì hết, nó sẽ là quay và điểm quay. Đơn giản vậy thôi. À, thì người ta thường dùng cái này giao dịch sang tiếng Việt á, nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà tiếng Anh nó sẽ là có một từ là loop. Đây là OOP, loop. À, thì cái loop đó là nó nằm ví dụ như giữa hai cái beta sheet, giữa hai cái gap beta. Thì nó có một cái loop. Thì cái này nó quay, tức là điểm quay, quay ha. Thì rõ ràng nhất là đối với những cái protein mà nó nằm ở trên màng á, màng tế bào protein mà có giống như là các cây ion này, hoặc là các cây mà để vận chuyển song song với ion, ví dụ như cây natri, cây canxi, thì những cây như vậy á nó sẽ có những cái nước ra rất là nhiều ở đây. Còn cái phần mà xoắn alpha này nó sẽ gắn vô cái màng tế bào ha, để trên là các cái nhánh bay bảy này giống như thảo vậy đó. À, tuy nhiên là gì, chỉ có những cái protein hoặc là những cái gọi là substrate, là những cái cơ chất hay là các cái gì ta, cái antigen là gì, kháng nguyên, còn có từ gì nữa không? Không ai. Những cái chất gì, những cái chất như thế bám vô nhưng mà rất đặc trưng nha. À, nó bám vô và nó được chạy qua cái màng tế bào này và đi vô trong, ví dụ như là ngoài màng tế bào, ở đây trong màng tế bào. À, thì các amino acid, xin lỗi, các cái cấu trúc bậc hai này, đây này, đây này, mà nếu như nó nằm trong màng tế bào thì cái thể loại amino acid, cái cấu trúc amino acid, cái lượng amino acid, cái loại amino acid đó nó sẽ khác so với những protein bình thường. Nó khác như thế nào? Đối với protein bình thường á thì ưa nước sẽ đưa ra ngoài, đúng không? Còn cái này nó xuyên qua màng tế bào. Các bạn nhớ là màng tế bào nó có hai gì không? Nó là gì? Cấu trúc màng tế bào là gì? Phospholipid, và nó nắm vô phần lipid, nghĩa là nó phải ưa, nó phải kỵ nước, ưa mỡ kỵ nước. À, thì cái amino acid này, xin lỗi, cái xoắn alpha hoặc là gap beta này, nó sẽ đưa cái mặt kỵ nước ra, đúng rồi, đưa nước ra. À, thì cái đó là cho các bạn thấy được quay cũng quay ý nghĩa của nó là vậy. À, còn cái đó có câu hỏi gì không? Còn nó đơn giản là về cái đọc sách thôi. Thì cũng đơn giản hết về đọc sách đấy.
về phân loại protein thì nó có là gì? À, nếu đi đúng á thì nó sẽ phân loại dựa trên cái chức năng của nó, dựa trên chức năng, dựa trên cái độ độ tương đồng giữa các protein với nhau. Tuy nhiên ở đây nó có là gì? Một là phân loại theo hình dạng, thì có hai dạng hình dạng, một cái là dùng để làm cho cấu trúc, một cái là dùng để cho cái chức năng. Thì cái loại cấu trúc á, dạng hình sợi á, thì nó là gì? Da, gân, mạch máu, sụn, các elastin, collagen này, keratin này, móng tay. Thì những cái này á, bởi vì sao? Nó buộc phải kháng nước, nó buộc phải kỵ nước. Bởi vì nếu như nó hòa tan trong nước thì là gì? Mình sẽ không có một cái cấu trúc như thế này, đúng không? Như là một cái cơ thể người như thế này. Cho nên là nó bao gồm các cái amino acid kỵ nước. Một đặc điểm nữa của nó là gì? Bởi vì nó xoắn và nó hình sợi, nó buộc cái cuốn rất là nhiều, nó xoắn rất là nhiều. Cho nên cái mỗi vị trí thứ ba của cái chuỗi này này, của amino acid, nó chứa một cái phân tử glycine hoặc là prolin. Lý do cấu trúc của glycine, không cần cấu trúc glycine này nó rất là dễ xoay, nghĩa là nó nằm ngay cái chỗ xoay đó thì glycine nó sẽ xoay là được và nó nối liền anh chị. Cứ mỗi amino acid thứ ba nó nằm ngay cái vị trí mà vị trí chốt để mà xoay đó là glycine. Yeah. Đó là hình sợi. Thì hình sợi sẽ gắn liền với lại là cấu trúc. Còn hình cầu nó sẽ gắn liền với cái chức năng hemoglobin. Như mình vừa mới thấy các enzyme. Thì cái này là giống như cái một cấu trúc protein mà mình thường biết, tức là gì? Các cái kỵ nước nó sẽ gắn vào trong và các ion nước nó sẽ đưa ra ngoài. Ngoài ra nó còn có cái loại protein thồn và bột tạp. Thồn là chỉ có amino acid không đâu, còn tạp ví dụ như là hemoglobin nó có thêm một cái phần là trộn hết luôn trong đó được không? Tạp thì nó ngoài cái amino acid nó còn có một cái nhóm ngoại nữa. Thì có thể là gì? Một nhóm im giống như là của hemoglobin, hoặc là nếu như hiêm thì nó thuộc về cái dạng methylprotein này, hoặc nó gắn liền với đường, nó tạo thành glycoprotein. Glycoprotein hay là nucleoprotein gắn liền với DNA thì đó là cái loại tạp. Chức năng của protein thì mấy bạn, cái này mấy bạn có thể biết được ha. Enzyme thì nó có là gì? Amylase, hepsin amylase dùng làm gì? Phân giải glucose. Pepsin protein. Cắt protein. Còn cái lipid là gì? Lipid. Protein dự trữ, albumin, ferritin, sắt. Albumin nó cũng có chức năng vận chuyển luôn á. Đây hiện tại lúc nào vận chuyển hemoglobin, được chưa? Cấu trúc thì đó. Protein bảo vệ, immunology, kháng thể, kháng độc, hormone, loại cái signaling, tín hiệu, protein tín hiệu, có insulin, glucagon, ví dụ vậy. Vận động, ngay các cơ thì nó có actin và myosin. Thì đây là cái chức năng của protein. Video clip, bỏ. Thì tính chất của protein, cái này về thích thì đọc, không thích thì là sau cái phần cấu trúc protein, được chưa? Đây là chốt lại là gì? Bốn cấu trúc protein sẽ có bốn cấu trúc. Dĩ nhiên là gì? Không phải loại protein nào cũng có bốn cấu trúc, được chưa? Nắm được các liên kết hóa học của từng cấu trúc, nắm được các chức năng của từng cấu trúc, các chức năng của từng cấu trúc, phải các chức năng của protein nữa, các chức năng của protein. Hiểu được vì sao cái amino acid đó nó
acid basic bằng kỷ nước hay là không kỷ nước ha. Và nhớ được ba cái protein không thiết yếu nhưng mà rất quan trọng, đừng để cái đó là alanine, gì nữa, aspartic và glutamic. À, thì vì sao thì chút nữa các bạn sẽ hiểu. Đây ra cái này nó tóm tắt lại ha, thì các bạn có thể về coi được nó như thế nào. Nó đi từ có đủ một nào primary, có đủ một là chỉ là chuỗi amino acid sequence of amino acid là chuỗi amino acid. Nhưng mà qua cấu trúc bậc hai thì nó có là helix, các cái beta, cái chuỗi beta các beta ha, cái non repetitive cái này chạm ha, non chạm bởi cái liên kết hydro này, có liên kết hydro không? Không có liên kết hydro ha. Với cấu trúc bậc ba thì cấu trúc bậc ba nó sử dụng là gì? Các liên kết kỷ nước này, hydrogen bond này, electrostatic là tương đồng với lại cái kiểu của ion ha, và cái disopropyl được chưa? Và cấu trúc bậc 4 là nó dựa vô nhiều hơn một cái sub unit, được chưa? Còn bên này nó có cái gì đây? Chức năng của nó, à, enzyme này, protection là bảo vệ này, điều hòa này, signal là tín hiệu, dự trữ, cấu trúc và vận chuyển, nó nằm hết trên này luôn rồi. Chỉ cần học thuộc cái này thôi, vẽ được cái này thôi là cái phần một xong. Cái này hiểu được mà, dễ mà. Đâu có gì đâu, để thấy có gì hết. Không có nhiều. Chẳng có nhiều. Được chưa? Đây là cho 10 rưỡi phải có cái cuộc hẹn, 10 rưỡi phải gọi điện cho người ta. Cố gắng đi, thầy kiếm mấy cái mối trò đổi sinh viên. Với lại là kiếm cái mấy cái mối mà đi khám bệnh đó, mà ở Mỹ họ có mấy cái đoàn bác sĩ qua, họ đi về miền Trung hoặc là đi về miền Tây, họ tổ chức khám từ thiện, thì thầy định đó là gì? Năm nay sẽ cho một vài bạn đi thử, như là năm tư, dĩ nhiên là năm tư, nhưng mà gì cũng là một động lực cho các bạn phấn đấu, tức là gì có tiếng Anh vô, ngày đó đi với họ một tuần đến hai tuần, có thể ba tuần. Hả? Hè mà. Hè. Tức là đi các dịp hè. Ha. À, thì chút nữa là sẽ gặp một đoàn ở Mỹ, ở Washington. À, Việt Kiều có mà. Việt Kiều. Việt Kiều nha. Thì mình nói tiếng Việt. Nào, nói tiếng Việt mấy người này họ ở đó lâu rồi, tiếng Việt họ cái từ chuyên môn họ không biết. Nghe như thầy từ chuyên môn, tức là họ không biết được cái từ chuyên môn đó, là họ chỉ dùng giao tiếp mình nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà họ không thể nói cho một người Việt hiểu được, cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân hiểu được. Cho nên là mấy bạn sẽ tham gia với họ một là người phiên dịch, như là phiên dịch, nhưng mà cái chính là mấy bạn nên là gì, làm cái networking của họ. Thế thì sau này kiếm mối đi với mày nhé, mày đừng ở đây làm gì đâu. À, kiếm mối đi rất là dễ, qua những cái liên kết như đó, từ một người nó ra hai người ra bốn người. À, được chưa? Nó nhân đâu? Nó nhân như là kiếm. Nhưng mà những cái đó là cái giúp cho mấy bạn rất là nhiều. À, mà dĩ nhiên là gì? Cần phải có tiếng Anh, không cách nào khác. Thì năm nay sẽ chạy thử, tháng 7 này sẽ chạy thử. À, còn trao đổi sinh viên thì cũng bắt đầu năm nay luôn, khoảng tháng 7, tháng 8 luôn. Có một người luôn. Có một người rồi. Nhưng mà để chạy thử giống như là chụp bạch. Đi thử qua như thế này. À, được chưa? Ở cái phần chuyển hóa nha. Cái phần chuyển hóa của protein nó ngắn lắm. Thì nó có bốn cái nội dung. À, thật sự ra kêu tổng hợp amino acid thì cái
cái này mấy bạn xem chi hiểu nó như thế nào thôi. Tức là gì, amino acid, nếu như mà không có trong không lấy được từ thức ăn thì sẽ được tạo ra từ đâu? Cái thoái hóa, cái này dùng hóa đúng không? Dị hóa đúng không? Dị hóa hay thoái hóa? Hả? Tiếng Anh là synthesis, hydrolysis, vi phân, vi phân phải không? Hydrolysis là vi phân. Tôi gì ta? Tức là gì? Nó tháo dỡ từng phần ra. Cái gì là amino acid đúng không? Cái công thức của amino acid đúng không? Thì nó tháo dỡ cái phần amino của amino acid ra. À, hoặc là gì? Dùng cái bộ khung của amino acid đó, nó bắt đầu nó đưa ra để nó dùng để nó tái tạo năng lượng, nó dùng năng lượng tạo ra năng lượng, đưa vô cái chu trình rác để tạo năng lượng như thế nào. À, hoặc là chuyển các amino acid thành các sản phẩm chuyên biệt, ví dụ như neurotransmitter, như trong trường hợp của là glutamate là neurotransmitter, và thành nhiều cái khác nữa. Được chưa? Thì cái mục tiêu chuyển hóa. À, thì cái này là cái bản khái quát nhất. Có hiểu em? Cái bản khái quát nhất về cái chuyển hóa của protein. À, ingested là ăn, ingest là ăn, ăn protein vô. Thì ăn protein thì protein nó sẽ chảy ra nhỏ thành amino acid, hoặc là mình có thể tạo được từ nếu như mình không ăn protein thì mình cũng có thể tạo được protein, tạo được amino acid rồi, tạo được amino acid nhưng mà là ha, thì cả này nó là biosynthesis cho nên nó là phi synthesis không nha, tức là gì, nó dựa trên những cái cơ chất có sẵn rồi mà nó tạo ra amino acid. Từ amino acid này có thể sử dụng nó, có thể là tạo ra protein, hoặc là cái lượng protein nó trong cơ của mình á, còn bị đói lâu ngày, teo cơ đi, nghĩa là có một hàm lượng protein nó đã bị phân hủy, hủy phân để mà tạo ra amino acid. Được chưa? Amino acid này là được sử dụng để tạo, có thể là đạt được tạo ra các cái purine hoặc là pyrimidine. À, đi qua như trong trường hợp của cái bệnh gout, GOAT, cái bệnh gout, cái bệnh đó là mấy bạn ăn nhiều hàm lượng protein nó sẽ cho ra gì? Gút à, gút à, có bệnh bét không? Mà chỉ là bét không, gút thì nó bét mà. Tức là gì? Ăn nhiều protein vô đúng không? Nó sẽ tạo có nhiều purine. Hoặc là đi này nó ra purine. Và purine này chính là một trong những cái tiền thân của cái gì? Uric acid. Amino acid. Bên này công thức amino acid đúng không? Nó có là ba phần, một là nhánh bên này, một là cái sườn carbon này, cái sườn carbon là bao gồm cái nhánh bên đi từ cái gốc COH, okay. Đây, cái sườn này gọi là cái sườn carbon này, từ góc R đi lên đây đến carbon alpha, đến cái góc này coi như là sườn carbon, đúng là chỉ từ đây đến đây là cái sườn carbon. Tuy nhiên là gì,
cơ thể nó sẽ nhận biết luôn tới cái chỗ này luôn, à, nhóm carboxyl, được chưa? Thì cái nhóm này là cái nhóm amino, và cái nhóm này là cái nhóm khi mà amino acid được dị hóa thì cái nhóm này, cái gốc này sẽ bị tách ra là đầu tiên, nha. À, cái amino đó nó sẽ được vận chuyển ra trong máu về về gan, về thận, là urea, được chưa? Cái sườn carbon nó sẽ được sử dụng, thường là gì? Sườn carbon sẽ được sử dụng tạo năng lượng, tạo ATP, tạo glucose. Nếu như nó trữ, nó sẽ trữ glucose để tạo ra ATP. À, thì ở đây có acetyl-CoA, acetoacetate, ketogenic này, nhớ là ketogenic này, glucogenic, rồi đó. Thì cái phần này này, cái phần này là nhớ các chất này ở đâu, bao gồm cả acetyl-CoA luôn. Cái này ở đâu? Chu trình Krebs. Chu trình Krebs thì được gọi là glucogenic. Ketogenic là tạo axit béo. Cho nên cái này là tạo axit béo, cái này là tạo đường. Nhớ. Thì sao? Chút nữa sẽ có một cái hình ở đây nó trước. Tức là gì? Khi nó có gặp cơ thể mình có bao nhiêu loại amino acid? 20. À, thì hết gần 18 cái nó chui vô trong này rồi. Khoảng 18 cái nó chui vô trong này. Hai cái còn lại nó chui vô bên này. À, thật sự ra nó nhiều hơn hai cái. À, nhiều hơn hai cái. Đó là bao gồm hai thể là leucine, lysine. Tức là gì? Nếu mà mấy bạn mà ăn protein mà có cái leucine với lysine này, với tryptophan này, tyrosine nhiều á, thì khả năng các bạn tàu mỡ rất là nhiều. Bởi vì sao? Nó dồn hết vô đây. Chút nữa mình sẽ đi qua. À, thì cái này là cái khái quát nhất về cái thoái hóa, cái quá trình chuyển hóa của protein, khái quát nhất. Các bạn hiểu được cái này, vẽ được cái này là ok. Thế là phải hiểu qua đường bước như thế nào ha. Cái này, cái tóm tắt lại thôi, protein thức ăn thủy phân thành amino acid, thì amino acid nó sẽ trải qua ba cái gì rồi, tùy thuộc vào cái nhu cầu của cơ thể tạo protein cho cơ thể. Có nước không? Tạo thành protein cho cơ thể hoặc là các sản phẩm, sản phẩm dưới nè, hoặc là gì? Tạo ra đường, trữ đường, trữ mỡ. À, thì nếu như mà đi theo cái mảng mà trữ đường, trữ mỡ đó, nó sẽ được bài tiết, nó sẽ tạo ra một cái kêu là byproduct, tức là một sản phẩm phụ, sản phẩm rác á, rác rưởi, rác, nó sẽ tạo ra urea và nó bài tiết, được chưa? Thì cái này là cũng một quá trình tổng quát. À, đây, cái hình này, đây là Krebs cycle, cái hình này nó để chỉ cho mấy bạn là gì? Cái màu vàng này nè là những amino acid mà nó giúp tạo, giúp cơ thể tạo nên acid béo. À, nè, leucine này, lysine này, tryptophan này, tyrosine này, có thêm phenylalanine nữa. À, là năm cái này. Ngoài ra còn có isoleucine, tuy nhiên là gì? Isoleucine nó nằm chỗ khác nữa kìa. À, nhưng mà gì? Những thằng này nè, leucine thì có này rồi, tryptophan thì có này rồi. Nói chung là năm thằng này là năm thằng giúp. Ăn protein nào mà có năng lượng này càng nhiều thì cái khả năng với đạm mập là rất nhiều. À, và cái phần này này gọi là ketogenic, những amino acid ketogenic. Cái từ keto nó xuất phát từ cái này, đây là hai thể gì đây? Đây là thể gì đây? Kêu là xê tổng.
mình là Keto chứ không phải là Keto nè. Keto là Keto nè. Phức tạp phải Keto mẹ đi. Keto. À, cái thể Keto. À, cái này nó có một bước nữa nè. Là như là butyric acid. Nó qua đây. Nó tạo ra một cái NADH. Nè. Thì anyway cái này á, là cái ketogenic amino acid. Những cái mà được highlight tức là cái phần còn lại nó sẽ là glucogenic. Đấy chắc tham gia tạo đường. À. Cái này á, là nếu như nó đi ngược kia nó đi ngược á là đi từ đây đúng không? Xuống pyruvate. Pyruvate cái hợp với oxaloacetate nó tạo thành citrate là tạo ra để nó tạo gì? Tạo ra NADH và ATP. Đúng chưa? Cái đó là đi chiều xuôi. Đi chiều ngược trong trường hợp như là cơ thể thiếu đường thì nó lại chạy ngược. Nó lấy cái nó lấy từ các cái amino acid đây đúng không? Nó tạo chính là oxaloacetate. Nếu mà nó tạo được cái đường là đi theo cái nhánh này. À, thì cái acetate CoA nó nằm ngay dưới này. Hai đường xuống acetate CoA. Acetate ở đây này. Xuống acetate CoA, acetate CoA kết hợp oxaloacetate tạo ra chưa sao được chưa? Thì mấy bạn sẽ nhắm cần phải hiểu là gì? Cái này là ketogenic, cái nào không là ketogenic nó sẽ được liệt kê là glucogenic, và cái này nó đi hai chiều, insulin và diabetic. Và chức năng của ketogenic là gì và chức năng của glucogenic là gì? Nào, cái này khá khó trước cái phần này. Cho mấy bạn một cái gì tổng thể hơn nữa, có một vài cái tên để cho những ai mà thích ngồi vào ha. Lấy cái hình này ngồi qua nó như thế nào ha. Nếu rảnh rồi thì chuyển hóa protein trong cơ thể, chuyển hóa protein trong cơ thể người mình á, thật sự ra chỉ cần liệt kê ra hai dạng là được. Chỉ cần qua hai dạng là được. Một là lúc no, nó sẽ như thế nào? Quá trình chuyển hóa protein lúc no nó như thế nào? Và lúc đói nó sẽ như thế nào? À, thì thường lúc no nó sẽ làm gì? Biết cái này không? Fasted. Fed là biết fed á. Fed là ăn no. Ở dưới thấy không? À, fasting là đói, fasting là diện đói diện ăn. À, cái như là người đầu hồi họ thường có cái tháng fasting từ sáng tới tối chỉ ăn ban đêm thôi. À, fasting nhanh đó, fast là nhanh luôn. Mà nó cũng có nghĩa động cũng có nghĩa động từ của nó là diện đói. À, đâu có thấy à? Được chưa? Thì ở cái fat state này là ở cái trạng thái no, cơ thể sẽ lấy protein từ thức ăn đi vô. Thì cái quá trình này là quá trình các bạn phải nắm được nó như thế nào. Protein sẽ đi từ mồm, được chưa? Mồm vô á thì nhai. Cái cấu trúc, ví dụ cơm đi, cơm thịt nhai, cái trẻ nhỏ protein cắt nhỏ cái cấu trúc cho thức ăn ra, được chưa? Lúc đó sẽ trộn với gì? Amylase, trộn với một chút, ở chỗ này là như là chưa có pepsin nha, hoặc là có rất ít, được chưa? Trộn xong rồi bắt đầu xuống dưới ruột, thì khi mà xuống dưới ruột rồi á, ngay cái quá trình này là từ miệng xuống dưới cái khoang dạ dày á, dạ dày xuống tới dạ dày á, thì cơ thể cũng tiết ra cái pepsin, nhưng mà ở trạng thái là trạng thái tiền enzyme,
tức là gọi đây nó là pepsinogen. Pepsinogen tức là nó vẫn đang bị lót bọt hóa. Pepsinogen, pepsinogen. À, thì cái enzyme này mà khi mà đụng HCl nó sẽ được kích hoạt thành pepsin. Pepsin, pepsin. Nó kích hoạt thành pepsin. Được chưa? Thì cái thằng pepsin này nó bắt đầu nó cắt nhỏ, có protein là nó cắt. Thì cái chức năng cắt là mình sơ sau mình không biết nó cắt như thế nào ha. Từ từ dạ dày đi xuống vị pancreas, nơi pancreas nó cũng tiết ra một loại khác nữa. Zymogen là tương tự như là cái chất tiền enzyme, tương tự như là pepsinogen gọi là zymogen ha. À, ở đây nó có là enteropeptidase. Entero là gì? Các peptidase trong ruột nó kích hợp, nó kích hoạt các cái tiền thân enzyme này, nó tạo thành các peptidase. Thì các peptidase này bắt đầu cái chức năng là cắt, cắt lục tung. À, sau đó là gì? Nó cắt thành nhỏ hơn một protein bự, nó một đi mà là một protein, một chuỗi protein, thì nó sẽ cắt thành polypeptide, polypeptide. Từ polypeptide cái này là protein này xuống thành polypeptide này, poly ở đây này dưới tiền miệng á, protein nha, xuống dài dài là polypeptide. Polypeptide tới tụy nó sẽ là oligopeptide, tức là nó ngắn hơn một chút nữa, nó còn khoảng 10 thôi. Oligopeptide rồi xuống dưới ruột non, ruột non á thì cái này là ditriptase, tức là gì, nó cắt những cái thằng nhỏ hơn nữa, còn khoảng một androcyte hoặc là hai androcyte thôi, thông thường là một. À, thì đai là 2, 3 là 3. Cái này tương ứng với cái androcyte. À, thì cái thằng này là thằng cắt quặng xạ này, tức là cắt trong cái ruột non này. Được chưa? Thì các aminoacid mà được cắt trong cái tế bào ruột non đó, nó sẽ được hấp thụ vô trong máu, và máu nó sẽ đi về gan. Có aminoacid nó đi về gan, cái chốt chặn đầu tiên là đi về gan đó ha. Được chưa? Tới chỗ này ok chưa? Thì cái này là một vài cái enzyme khác nhau. Pepsinogen thì chuyển qua là gì? Pepsi. Trypsinogen thì chuyển qua là trypsin ha. Tương tự như bỏ cái nogen, nogen. Procarboxypeptidase thì bỏ pro. Elastase bỏ pro. Nó sẽ ra, tức là tiền enzyme nó sẽ ra như đó. Ha, để từ biết. Rồi các đặc tính của peptidase nó cắt như thế nào? Thì ở đây là ví dụ cho các bạn, ví dụ như trypsin nó sẽ cắt ở cái vị trí ở cái liên kết peptide của những cái vị trí mà phía sau các cái aminoacid basic, các aminoacid và base, đặc tính base, ví dụ như arginine và lysine, là trypsin nó sẽ cắt ngay ở đó. Thì một chuỗi đó nó sẽ có những cái aminoacid như thế này, nó chỉ cắt cho đó thôi, cắt cho đó. À, arginine, lysine là cắt. Chymotrypsin thì thường là nó cắt ở những cái vị trí này đó. Thì thường chymotrypsin nó cắt ở những cái mà nó có cái nhánh bên là dạng tầng á. Không biết sao đây nó có mét thì nhiều nữa, không biết trong mấy tầng. Nhưng mà thường á là nó chỉ cái dạng tầng. Tyrosine, phenylalanine rồi đó. Nè, và phenylalanine là tyrosine một chút. Mà nếu như các bạn nhìn lại cái cấu trúc amino acid nó sẽ có cái bảng benzen. Thì đó là cái túi, cái mà nơi mà chymotrypsin nó có cái cấu trúc, cái bảng benzen nó gắn vô trong cái cấu trúc của cái enzyme chymotrypsin này. Và cái quá trình thủy phân đó nó xảy ra. À, các thì đây là cái một bài cái peptidase. Rồi hấp thụ vào ruột non, hấp thụ vào tế bào ruột non sẽ được, thì amino acid được vận chuyển gắn liền với cái hệ vận chuyển liên kết với cái là gì, hệ vận chuyển gắn liền với natri,
Amino-xít tức là đơn nha. Còn đôi nó sẽ gắn với hydro. Được chưa? Thì trong ruột non cái di-tri-peptide này nó bị cắt nhỏ hơn ra nữa để thành các amino-xít không thôi. À, và các amino-xít này sẽ được chuyển đi vào máu và đi về gan. Được chưa? Khi mình ăn protein vô thì cơ thể sẽ không trữ cái protein mà mình ăn. Nghĩa là gì? Các amino acid dư thừa đều qua cái cơ chế chuyển hóa và bị đào thải qua cái amin là đường tiểu. Cái phần sườn, cái phần khung của amino acid đó sẽ được chuyển hóa thành hoặc là đường glucose, rồi từ glucose nó đi lên gì, cái trữ glucose glycogen, hoặc là đi qua axit béo. Được chưa? Nó không trữ cái amino acid không. Được chưa? Rồi, cái chỗ này để mình chốt lại cho các bạn. Mới nãy mình đang ở cái này này. Bỏ keto là tức là gì? Mình ở hai trạng thái. Một là fast, tức là lúc ăn no, và một là fasted. Thì fast này á, nó sẽ đi từ miệng xuống ra tới ruột non rồi vô trong máu, tạo thành cái amino acid. Được chưa? Cái này ở đâu? Cái này sẽ được đưa về đâu? Liver. Gan. Được chưa? Ở đây mình có thể hiểu được là amino acid này nó sẽ có hai loại, quy ra hai loại, đây ba loại cũng được. Tức là gì? Thiết yếu hoặc là không thiết yếu. Không thiết yếu thì đặc trưng là ba loại gì? Alanine, glutamic acid và aspartic acid. Được chưa? Căn bản là ba cái đó. Rồi, từ liver, amino acid từ liver nó sẽ có những cái giai đoạn khác nhau. Nếu như mà cơ thể trong tình trạng thiếu protein thì nó sẽ tổng hợp protein. Được chưa? Nếu như mà trong tình trạng mà nó các bạn tổng hợp protein, tình trạng mà protein dư thừa rồi á, không biết làm gì á, thì nó làm gì? Có cái bước gọi là gì? Coi như là thoái hóa, cái bước mà đổ thoái hóa amino acid. Được chưa? Thì quá trình thoái hóa này nó sẽ đưa về hai dạng. Một là gì? Glucogenic, chính xác. Còn người giỏi ta. Một ta là ketogenic. Được chưa? Ketogenic nó sẽ chính là hai thằng nào? Có hai là thôi.
Acid alkali là một cái thằng dễ nhất. Acid alkali. Alkali đó là gì? Acid. Được chưa? Acid alkali. Thì cái ketogenic này á là các cái amino acid. Cái tên của nó là gì? Có mấy loại? 5 loại. Là P T T. Có tự các bạn nhớ. À, gì? Tryptophan, tyrosine, phenylalanine, leucine, lysine. Được chưa? Tổng hợp thuộc bài đó rồi. Glucogenic gồm những hàng nào? Là những hàng 20-5 còn lại. Được chưa? Hai thằng này thì thằng xin lỗi rồi tắt. Trong trường hợp glucogenic amino acid á, cơ thể cảm thấy thiếu thốn gì đó, nó sẽ tạo ra được cái gì? Thiếu năng lượng để tạo ra được glucose. Ketogenic nó sẽ tạo ra fatty acid, free FFA forever alone, free fatty acid FFA để tạo ra cái FFA được trữ trong cơ thể là trữ trong cơ thể gì? Acid béo á, được trữ trong cơ thể, trữ trong mô mỡ của mình, adipose tissue là trữ dưới dạng gì? Mô mỡ nhưng nó không có tê gì chứ. Acid béo rồi nó lên một tấc bậc nữa. TG, triglycerol. Được chưa? Tức là gì? Một cái phân tử glycerol với ba phân tử acid béo là trữ. Tuy nhiên là nếu như mà cái đây này, quay trở lại, thì khi mà tạo ra glucose acid béo này này, thì cái phần nào của amino acid sẽ được dùng? Không sử dụng. Gốc amin là H ba. Được chưa? Anh là 4 cộng. Gốc amin này được vận chuyển về đâu? Thận. Để chuyển hóa urea đi. Ha. Và từ đó là gì? Đây đúng không ạ? Được chưa? Nếu mà còn gì nữa không ta? Liver. Rồi quay có một phần nữa chứ, cái amino acid này nè, ngoài việc nó về gan, nó còn có thể là được đưa đến trực tiếp ở những cái cơ muscle cơ. Từ đây nó có thể tự tạo protein của nó tại các cơ, không nhất thiết phải tại gan nữa. Được chưa? Thì cái này là cái quá trình của protein và chuyển hóa của protein ở trạng thái non. Hoặc được vận chuyển các cơ tạo được chúng có thể được lượng amino acid dư thừa sẽ được sử dụng để tạo glucose, acid béo. Rồi nó đọc một để coi thử có sót gì không. Được chưa? Ở trạng thái bị đói, ví dụ như gì, tê giếm nằm xuống dưới đó 3 ngày không có gì ăn hết. Được chưa? Lúc đó sẽ có hiện tượng gì? Đói.
năng lượng nào sẽ được sử dụng đầu tiên? Đường. Hết đường rồi sẽ tới mỡ. Hết mỡ rồi nó sẽ tới cơ. Được chưa? Thì á, ở trạng này á, ví dụ như là mua mỡ này. Glycogen này. Cái này đi về gan. Được chưa? Thì ở đây nếu như mà cơ thể mà có nhu cầu về protein, bởi vì sao? Mà nó còn protein nữa, không có đâu, lấy ngoài được nữa rồi. Cơ thể cần protein, ví dụ như cơ thể cần tạo ra những cái kháng thể nào đó bị nhiễm trùng, nó ví dụ bị nhiễm trùng đi, cần ra tạo ra một vài kháng thể lấy đâu ra, đúng chưa? Thì bắt đầu từ đây, mô mỡ glycogen đây nó tách ra, được chưa? Glucose, axit béo đưa về các sản phẩm như là acetyl-CoA, nhất là cái acetyl-CoA, được chưa? Thì từ acetyl-CoA đó nó sẽ ra là trong, nhớ trong cái chương trình Krebs gì nữa, fumarate này, oxaloacetate này, citric này, citrate này, ha, tùm lum tà la đó. Thì những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm mà mình có thể, cơ thể có thể sử dụng nó để tạo ra amino acid và tạo ra protein. Thì cái quá trình đói nó là như thế thôi. Thì lúc đó ví dụ như là đâu cần cơ gì đâu, nằm chết rồi, nằm gà chết rồi đâu cần cơ gì đâu, đúng không? Thì nó tháo cơ ra để nó tạo ra những cái protein khác cơ thể cần hơn. Cơ thể lúc đó sẽ quyết định được là cái gì cần, cái loại protein nào cần, cái loại protein nào không cần, và nó sẽ xử lý cái loại không cần được. Thì cái mà chuyển từ cái amino acid sang các protein đó là nó nằm ở đây. Nó nằm ở đây và nó đi cái chiều mũi tên đi ngược lại, được chưa? Thì từ pyruvate này nó tạo ra pyruvate cũng được này, nhưng mà acetyl-CoA này đi ngược lại, đi ngược lại cái này là mũi tên khác, là nó hai chiều nha, chứ không phải một chiều. Thì từ đó cơ thể là sử dụng những cái amino acid này để mà tạo ra protein. Rồi. Đó là về cái phần protein, cũng khái quát nhất về protein. Thì mình đi sâu hơn một chút nữa là cái chỗ mà các amino acid được cái gốc amino của các amino acid được cắt ra như thế nào và chuyển đi làm như thế nào. Thì cái cơ chế này cũng là một cái cơ chế rất là quan trọng mà trong xét nghiệm, trong ví dụ như là những cái bệnh hủy hoại về cơ ấy. Thì cái việc đầu tiên là người ta xác định cái hàm lượng enzyme mà gọi là chuyển hóa thành các cái uric, chuyển hóa thành các cái gốc amino. Thì nó đơn giản hơn, cái này là chung, nhưng mà cái này là cái cơ thể đa phần lúc nào cơ thể cũng làm cái này. Tức là gì? Các amino acid được cắt ra từ trong cái chương trình Krebs đó, đúng không? Giống như là cái các amino acid đó nó kết hợp với lại là alpha keto glutarate, phải có thằng này bởi vì thằng này ha. Thì cái gốc này NH3 này sẽ được chuyển qua bên cái C alpha ngay chỗ này, và cái O này nó sẽ được chuyển ngược qua này. Thì từ amino acid nó chuyển thành alpha keto acid, keto glutarate nó sẽ chuyển thành glutamate, và cái này nó có tác động hai chiều, nó cứ đi hai chiều. Thì cái này nó được xúc tác bởi cái amino transferase, transferase amino, được chưa? Cái enzyme di chuyển cái amino, được chưa? Thì phải nhớ cái này, keto glutarate hoặc là glutamate chuyển thành alpha keto glutarate ngay cái chỗ này, và chuyển qua chuyển về. Thì sau khi mà có được cái
glutamate là này. Nếu như mà là ở môn, trong cái tài liệu các bạn thầy có đề, thầy có một cái hình của tài liệu thầy viết à. Thì nếu như mà ở mô á, thì cái glutamate này sẽ được chuyển thành glutamine. Tức là gì? Cái này là một amino acid này. Ha, glutamate là một amino acid. Glutamine là ngay cái gốc CO2 này được gắn thêm một cái gốc NH3 nữa. Tức là CO chỗ này sẽ được gắn thêm một gốc NH2 sẽ chuyển thành glutamine. Thì cái thằng glutamine đó nó có thể vận chuyển được hai cái phân tử amino về gan để mà thải cái amino đó. Đó là ở một, tập hợp ở một, được chưa? Thì cái này là quá trình vận chuyển. Thì cái thằng glutamine này nó vận chuyển trong máu an toàn hơn là thằng glutamate. À, ngoài ra cơ thể phải tốn một phân tử ATP. À, glutamine là gì thằng này? Thì cái tính chất của glutamine là nó không độc, không mang điện tích nên dễ vận chuyển qua màng tế bào, cung cấp nhóm amin cho tổng hợp amino acid nữa và khử độc. Cái này là cơ chế khử độc chủ yếu của não. Được chưa? Thì cái hình này nó sẽ tóm tắt lại như thế nào? Cái ở mô này có thể nói ở mô đúng không? Acid amin có các cái được hóa hóa thành các cái NH3. Được chưa? Thì sẽ có một phần nó là tự do nhưng mà hàm lượng rất là ít. Cho nên đối với những người mà bị bệnh về cơ hoặc là bị bệnh về chuyển hóa, khi mà cái hàm lượng này lớn nè, người ta sẽ bị những cái triệu chứng phù não nè, rồi ói nè, rồi mất lại. NH3 chuyển thành glutamine, glutamate trước, rồi từ glutamate đó nó chuyển qua cái glutamine. Cái này nó sẽ vận chuyển về gan hoặc là về thận để tạo ha. Thì về gan nó sẽ tạo ra urea, urea vận chuyển xuống làm cái tiểu ha. Còn về thận thì nó tạo ra cái phân tử này nè ha. À, riêng alanin vận chuyển thì cái alanin cái câu này nói chung là nó không biết cái độ chính xác như thế nào nữa. Nhưng mà nó là như thế này. Thì vừa rồi là ở mô không? Còn nếu như mà ở cơ, thường là ở cơ, thì nó sẽ có một cái cơ chế này nữa. Khi mà glucose là ở cơ này, này thì sau khi mà amino acid đưa cho đưa cái gốc amino cho glutamate à, thì cái này nó sẽ được chuyển hóa thành alanin. Chuyển hóa thành alanin. Alanin này đưa ngược lại về gan. Được chưa? Nó cũng quy trình ngược lại thôi để mà tạo ra glucose. Thì nếu như mà cơ thể thiếu glucose, cơ thể thiếu glucose chỉ có lâu ngày cơ thể thiếu glucose, thì cái cơ của mình này là cái nơi mà các protein nó sẽ được thoái hóa ra trước. Được chưa? Sau khi thoái hóa ra rồi, các amino acid đó hầu hết là sẽ được đi vô cái chương trình Krebs đó, tạo ra pyruvate. Pyruvate kết hợp với glutamate để tạo ra alanin. Alanin này quay ngược trở lại đây để tạo ra glucose. Thì nó đi theo chương trình đó. À, thì cái bước và cái bước cái này là dành cho trong cái trường hợp là khi thì nhớ là gì, cái chu trình này sẽ xảy ra khi cơ thể thiếu đường, khi cơ thể thiếu đường vận chuyển về ha, thường là ở cái trạng thái đói, thiếu đường trong máu. Thì cái này là glucose nó sẽ chạy ra máu, đi ra máu ha, tống vào máu hoặc là đưa về các cái muscle này để mà có năng lượng hay tạo ra các ATP để mà tạo ra cái hoạt động cơ ha. Thì cái này là hai cách mà cơ thể dùng để vận chuyển cái glucose đó. Từ glutamate kết hợp với pyruvate
nó sẽ thành là oxo oxalo với oxaloglutamate hoặc là alanine. À, và glutamate đây đi được về lại aspartate. Nhưng mà cái chương trình này chương trình chính này alanine. À, cho nên mới nãy thầy có nói là gì, ba cái amino acid mà thiết yếu đó, à quên, không thiết yếu đó mà nó quan trọng nhất trong cơ thể của mình đó, mặc dù nó kêu là không thiết yếu, alanine này, glutamate này, aspartate, được chưa? Ba thằng này. Thì cái này là một cái trang về ứng dụng lâm sàng của các enzyme đó, các enzyme này, à. Các enzyme này nó xác định được hoạt động của transaminase và các chỉ số này này, GLT, TGC, GPT, à, một cái là alanine này, một cái là aspartate này, nhớ, cái này là, à, cái này là aspartate, cái này là alanine, à, thì để chẩn đoán được các bệnh lý về tim, gan và các cơ, nói chung là liên quan về cơ. À, gan là vì bởi vì cái nơi trữ của nó. À, à, rồi máu cơ tim này, rồi máu cơ tim là cái hiện tượng là cơ tim nó bị hủy ra đúng không? Thì có chỉ số này nó sẽ tăng này, nó tăng như thế nào? Hoặc là viêm gan siêu vi, lúc đó viêm gan siêu vi lúc đó là cái gan của mình nó bị hủy, đúng không? Thì nó sẽ tăng cái hàm lượng lên. Thì người ta sử dụng những cái chỉ số này so với độ bình thường nó như thế nào? Để người ta biết được lý do như thế nào. Cái này là tóm tắt lại cho các bạn thôi, bỏ cái này không cần thiết này. Chỉ là cái này. Tóm tắt lại. Trên các nguồn NH3 bao gồm glutamine, glutamate, vi khuẩn trong đường ruột cũng tạo ra. Dĩ nhiên là gì? Đa phần từ amin, từ các thức ăn, à, còn là gốc purine hay là hoặc là pyrimidine, trong người là các DNA nó bị giải phóng. À, tại sao phải đào thải NH3? Thì cái này là cho các bạn tham khảo. Thầy không cần biết cái này, nhưng mà các bạn phải biết cái này. Thầy đâu cần biết đâu, thầy đâu bác sĩ biết gì đâu. Tăng NH3 đúng không? Giảm pH máu, bởi vì cái này nó sẽ là gì? Cái này nó bắt proton. Nó bắt proton. Nó bắt proton thì là gì? À xin lỗi. À, giảm pH là acidic, à, cái gì đó, à, cái triệu chứng gì đó. Acidosis. Đó là gì? Toan máu, quen máu, chỉ có quen máu, tổn thương tầng tế bào thần kinh. NH3 mà qua mão, qua màng não, nó sẽ là gì ảnh hưởng tới cái chu trình Krebs cycle của não và là giảm năng lượng cho não. À, glutamate là cần thiết cho tạo các neurotransmitter này, gamma này. À, có thể dẫn đến phù não này. Được chưa? Tăng không? Để nó tăng lên cho nó giảm. Đây cái đây. Nếu như NH3 này tăng đúng không? Thì kiềm chắc kiềm nó tăng đúng không? Kiềm tăng thì pH tăng. Yeah. Toan là kiềm á hả? Kiềm là kiềm. Kiềm là kiềm, toan là axit. Tại sao toan là axit? Không thay đổi. Ok. Thì cái này là cái chu trình urea. Các bạn không cần biết nó như thế nào, nhưng mà các bạn cứ biết cái này này. Muốn tạo được urea thì cần phải có gì? Hai phân tử amino và một phân tử CO2. Được chưa? Nó sẽ tạo ra cái phân tử này, hai phân tử amin, một hai và tạo một phân tử CO2 cái này. Yeah. Thì cái bảng này cũng là tóm tắt cho các bạn nó như thế nào luôn. Cái phần chỗ này này, à, đối với các cái amino acid đúng không, nó kết hợp với cái alpha ketoglutarate tạo ra glutamic acid để vận chuyển cái gốc NH3
gốc NH3 này được vận chuyển về gan để chui vô cái chương trình này để tạo ra cái này. À, nó đi rồi này. À, các cái axit khác, một số loại đây để tạo ra aspartate. À, đưa về đây. Cái này của đường khác, cái này của nước khác. À, còn nước nào thì bây giờ mình đi. À. Và nhớ cái chỗ này nó còn tạo được cái fumarate như thế này. Cái fumarate này nó có chức năng gì? Fumarate oxaloacetate nó là thuộc quy trình gì? Krebs luôn. Nó dính quy trình Krebs luôn, cho nên là gì? Cái phần ở trên này này, nếu như viết lại được, nó cũng là một cái chương trình Krebs này luôn. À, nói chung là khi mà cơ thể nó đã tạo ra những cái chất như vậy này, là đây là những cái chất gọi là tối thiểu cơ thể để mà thải ra, hoặc là cái đơn vị tối thiểu cơ thể để sử dụng để mà xây dựng những cái đại động cơ khác. À. À. Đây là gì vậy? Tự nhỏ á. Cái này nằm trong tinh viên cầu á. Mang chemistry của tinh viên cầu. Rồi. Đó là phần chuyển hóa amin, chuyển hóa protein. À, đây có câu hỏi gì không? Thì mấy bạn, cái nhiệm vụ của các bạn không nhất thiết là phải nhớ hết tất cả các tên. Nhiệm vụ của các bạn là có thể vẽ được cái hình như thế này. Còn cái này thầy nhớ được mà, thì mấy bạn phải nhớ được. Cái này có gì đâu. Giống như mình học thôi, qua fast stay, ăn protein vô, protein nó đi qua cái đường ruột đúng không? Đi qua đường ruột để làm máu nè. Thì bắt đầu nó đi qua đường ruột, nó đi qua miệng trước, nó tới dạ dày, rồi tới ruột non, nó tụy, qua tụy tới ruột non. Thì ở đó, cái protein nó sẽ được cắt như thế nào? Cắt là sao? Các enzyme nào nó có khả năng tham gia vô cắt? Khi về gan rồi thì nó có chuyện gì xảy ra? Về gan rồi thì nó sẽ trẻ ra thiên nhiên không thiên nhiên gì đó. Nhưng mà gì? Có thể tại gan nó tạo hỗn hợp ra protein. Hoặc amino acid này được đưa về cơ để tạo ra protein tại cơ. Được chưa? À, tổng hợp protein thì nói nhưng mà có trường hợp là gì? Thoái hóa protein. À, xin lỗi, thoái hóa amino acid tạo ra các thì nó chia gì? Chia hai loại, hai dòng amino acid xin lỗi. Một dòng là ketogenic, một dòng là glucogenic. Các dòng này nếu như mà cơ thể ở trạng thái mà dư thừa thì nó sẽ tạo ra glucose để nó trữ, hoặc là tạo ra acid béo để nó trữ. Được chưa? Thì ví dụ của ketogenic là gì? Loại amino acid nào thuộc về ketogenic? Glucogenic là cái loại gì? Tạo ra glucose. Thì cái phần mà lúc mà nó tạo ra glucose, lúc tạo ra acid béo này, nó sẽ có dư cái phần urea này. Urea này nó đi vô cái phần urea cycle, là cái mình làm gì? Cái nào đây? Được chưa? Thì phải hiểu cái cơ chế là chuyển amin như thế nào, chuyển gốc amin như thế nào. Thì mấy bạn chỉ cần nhớ hai loại thôi: glutamate, xin lỗi bạn, glutamate, alanine với aspartate. Ba cái loại đó chính là ba cái amino acid không thiết yếu mà mấy bạn có nhớ ngay từ đầu bài không? Chuyển qua chuyển lại. Còn những cái acid còn lại thì nó đi với cái thằng glutamate đây để nó chuyển gốc amin. Đúng chưa? Thì trong trường hợp mà bị đói, bị đói thường ở cơ, thì ở cơ nó sẽ có cái chế độ là gì, các cái amin đó, amino acid đó nó chuyển các amin qua glutamate, rồi glutamate chuyển qua alanin về ngược lại gan, nơi gan phân hủy alanin ra tạo thành một dòng là glutamate, bên là tạo ra glucose đó tiết ra trong máu. Đó là cái cơ chế đi từ protein tại cơ ra máu, ra ra glucose trong máu, tăng cái glucose trong máu ra. Đó, được không? À, mật và muối mật thì cái này nó nằm ở trong cái phần lipid. Các bạn cũng chỉ nắm là gì? Cấu trúc mật và muối mật như thế nào? Và nó xuất phát từ cái phân tử nào? Thì phân tử gốc của nó là gì? Acetylcholine, lúc nào nó cũng acetylcholine. À, muốn tạo được
nếu như có hẳn cholesterol luôn thì càng tốt. Tới biến hóa ra, còn không là lấy từ acetylcholine, ha, nó tạo ra, không ai nhớ là gì, tạo ra là cholesterol, được chưa? Cholesterol đó bây giờ cậu mới gắn thêm vài con OH vô để tạo ra một cái mật, thì cái mật này nó sẽ có hai mặt, một mặt là ưa nước, một mặt là kỵ nước, lúc nào cũng vậy là đúng không, để trộn à. Thì hai cái loại mật đó là đồ cái tên thầy cũng nhớ luôn nhưng mà mấy bạn cũng nhớ, folic acid, thioxin này, ketonedeoxycholic acid, được chưa? Nó chả cái gì, nhưng mà cái này mấy bạn phải biết được nó như thế nào, bởi vì biết được cái tên á, bởi vì thầy tiêu hóa thì chắc là những bạn sau mấy bạn sẽ học sẽ gặp nhiều mặt hơn. À, cho nên là thầy cũng không đi sâu đi thêm, cái này thầy cũng biết nữa đi. À, thì cái này là quy trình của nó từ gan bio duct ra cái ống mật đó, đưa ra cái duodenum là gì? Tất cả rồi, tài liệu tham khảo nằm ở đây. Tỉnh. Thì cái nhiệm vụ của mấy bạn là cái này nè, hiểu được cái này như thế nào. Cái này đã học rồi, carbohydrate, glucose nè, xuống pyruvate, đâu cần nhớ cái gì đây đâu, glucose, pyruvate, pyruvate tới acetate, cái này chứ không có đó không? Về Google, metabolic pathway, vô cái phần image, ra, mới đó là mới làm sao. Acetylcholine, nó chui vô cái Krebs cycle, được chưa? Krebs cycle nó đưa ra trong transport để mà nó tạo ra ATP. Lipid cũng như thế luôn, axit béo. Cái phần glycerol đó có thể được sử dụng để tạo glucose. Axit béo mấy rồi nó cũng phát qua là acetylcholine. Tương tự như protein, protein thì nó đi ra amino acid và amino acid nó sẽ đi về nhiều chỗ đúng không? Acetylcholine là một, acetylcholine là hai, là cái phần ketogenic đó. Phần còn lại nó có thể gắn trực tiếp vô cái xe xe cổ đó là những cái đầu dòng glucogenic acid, được chưa? Thì cái này là một cái protein hai chiều tạo ra được, phân hủy được và tạo ra đường lại được ha. Thì cái này là tóm gọn cho mấy bạn, cái phần này thì cũng đi mạng luôn, tương tự như mấy nãy luôn, có một cái slide vậy và cái này thấy nó rõ hơn. Cái này cũng như này, cái chỗ này là keto này ha, và có năm cái loại amino acid đó này đó, về đâu cái mảng như lắm chiếc cái nào để cái gì rõ rõ coi. Cái này thể keto acetoacetate ha, thì cái này cũng bị cái nó nằm ở cái phần ở đây này rồi, nhưng mà cái hình nó rõ hơn chút. À, có câu hỏi gì không?